Xin chào các bạn. Bài hôm nay mình sẽ làm về lập trình giao diện trên HMI của Siemens. Mình sử dụng phần mềm trên Tia V14. Đây là một project chưa có thiết bị. Trước hết để lập trình được thì mình sẽ phải ép thêm thiết bị vào đây cho nó. Giờ mình sẽ ép thêm một con HMI, chọn HMI. Mình sẽ chọn KTV 400 Basic. Chọn con nào, các bạn chọn con nào cũng được. Mình chưa cấu hình gì, Philip luôn. Đây là một cái màn hình ban đầu. Mình sẽ không dùng đến nó. Mình sẽ làm mới toàn bộ. Click vào Add New Screen để thêm giao diện lập trình. Để thay đổi giao diện main này làm giao diện khởi chạy đầu tiên, mình sẽ vào Runtime Setting để cài đặt. Chọn main. Và mục Start Stream. Ok. Bây giờ chạy thử mô phỏng. Nó lên Runtime Simulator. Mình sẽ ép thêm một con POC, trong đó có một lấy viết một chương trình đơn giản để thực hiện kết nối với HMI. POC mình lấy con bất kỳ. Ở trong phần mềm Tia này bây giờ mình sẽ cấu hình kết nối
giữa POC với ACVI, mình kích chuột vào Diva Network, gọi cái nút vào click network để cấu hình cho nó một cái mạng profile net. Khi cấu hình mạng xong, mình sẽ phải cấu hình thêm một connection để kết nối tag giữa HMI với POC. Connection mình sẽ chọn HMI connection. Kích chuột vào vùng xanh của POC là D kéo thả sang phần HMI. Ok, đã lên HMI connection rồi. Như vậy là mình đã cấu hình xong phần kết nối của thiết bị HMI với POC. Công việc của mình bây giờ mình sẽ viết một chương trình POC. Một chương trình start top on off đơn giản. Mình đã có một chương trình POC. Bây giờ mình không có POC thật, mình sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng để chạy thử. Con nhỏ đó đã có POC, bây giờ mình sẽ đổ chương trình xuống POC mô phỏng này. Download hardware configuration. PNIE PNCC chọn slot 1x1. Mở ra con POC của mình. Rồi.
giờ mình sẽ đăng nút sort qua xuống. Bây giờ mình kéo camera chương trình lên mô phỏng thử, chạy thử. Ok, lên. Chương trình POC đơn giản chỉ vậy. Công việc chính của mình là sẽ thiết kế điều khiển cái chương trình đó trên HDMI này. Ở chương trình POC mình có một nút start, một nút stop và một tín hiệu RAM. Mình đưa các cái tín hiệu đó lên HDMI bằng cách là tìm cái tab từ POC và kéo thả lên giao diện HDMI start. Chamfering này chính là thuộc tính làm mờ, gọi là làm trong suốt đối tượng màu text color, chọn màu xanh. Đây chính là tín hiệu start của mình. Đây là stop. Sẽ chạy mô phỏng thử. Thì ở đây nó đã liên kết với VLCC mô phỏng. Ở đây POC mô phỏng đã đăng. Mình online chương trình POC lên để quan sát. Start không, stop bằng không, có đăng bằng không. Bây giờ sẽ cho start 1, enter. Đó. Văn đã chặn trả lại giá trị cho start 0, enter. Start mất đi. Stop bằng 1 sẽ dừng. Đó. Trả lại giá trị stop 0, enter. Thì đây mình đang thực hiện trên phần mềm mô phỏng. Còn nếu là POC thật thì nó cũng không khác gì. Thay vì bạn chạy mô phỏng thì bạn chạy trực tiếp trên POC thật. Chạy trên POC thật sẽ nhanh hơn.
Bây giờ để cho đẹp hơn thì mình thay thay bằng cách nhập 01 vào các ô IOQ này. Mình sẽ sử dụng cái bút từ để cho nó tiện điều khiển, tiện trong quá trình điều khiển và mắt nhìn nó cũng trực quan hơn. Stop. Cho màu xanh, màu để vậy màu đi. Bây giờ ấn start, mình sẽ thay làm sự kiện cho nút start. Tức là khi ấn start xuống thì mid start sẽ bằng 1. Như thế thì để chặn tín hiệu run, và khi thả mid start ra thì nó phải đưa start về không để về giá trị mặc định. Kích chuột start này, click property, chọn event. Grab này là sự kiện khi nhấn chuột xuống. Remove này là sự kiện khi thả chuột ra. Thì ở đây mình sẽ sử dụng grab cho việc đưa bit start lên 1, dùng câu lệnh set bit, bật click vào add function, gõ add này, đó, ta set bit, mình sẽ set cái bit start, chọn enter tab của POC. Bit start. Thì cái này là nhấn nút nhấn start xuống thì mid start sẽ được set lên 1. Và bây giờ mình sẽ làm sự kiện là thả nút nhấn này ra, nó sẽ phải trả giá trị mặc định cho mid start là không. Mình chọn remove và câu lệnh là reset mid, gọn gõ chữ reset. Đó. Chọn mid start. Tương tự với mid stop. Bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng thử nhé. Chạy lên. Mình ấn start. Đó, bit start lên 1. Run đã là 1. Đã chạy. Giờ sẽ nhả bit start ra. Đó, bit start đã là 0. Bây giờ để dừng run mình nhấn nút stop, bit stop lên 1, thả ra bit stop bằng 0. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ để cho đẹp hơn khi chạy, mình sẽ làm sự kiện nào để hiển thị thay đổi màu trạng thái. Ví dụ ấn start, khi ấn xuống thì nút start sẽ có màu xanh ạ. Khi thả bit start thì nút start này sẽ bằng sẽ có màu đen sẫm này. Ấn stop thì nút stop sẽ màu đỏ. Và mình sẽ làm thêm một cái đèn báo run ở đây. Click start, chọn mục animation, chọn thuộc tính display, rồi chọn add new animation, chọn appearance. Ở đây mình sẽ chọn bit start
để làm sự kiện, tức là build start. Ở đây nó sẽ có các trạng thái các bạn kích run. Click vào thì nó sẽ có click add new, double click vào. Thì khi biết start bằng không thì màu ở nút nhấn start sẽ là màu sẫm này. Khi biết start bằng một tức là nút nhấn đã được ấn, đang được ấn thì mình sẽ cho nó màu xanh. Ok, với biết stop cũng tương tự, cho stop add new, double click add new. Khi bằng không nút stop sẽ màu sẫm này, khi bằng một nút stop sẽ màu đỏ. Ok, năm thang. Đấy, mình nhấn thử nút start. Khi ấn start, start màu xanh, thả nút start ra, start màu đen. Như thế thì sẽ giúp người vận hành thao tác với màn hình dễ nhìn hơn. Ấn stop. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái đèn bên cạnh, là khi run bằng một thì đèn nó màu đỏ, khi run bằng không thì nó màu màu sẫm, màu sáng, cũng tương tự như start stop thôi. Mình vào basic object, vẽ một cái cycle. Sáng màu xanh sáng này thì sẽ ép cái hiệu ứng của nó tương tự giống như hiệu ứng của con nút start stop. Thì đây mình sẽ chọn run. Run màu không thì nó màu mặc định, run màu một thì sẽ cho nó màu. Chạy đăng thang. Start. Đó, trong đã màu đỏ. Start ra. Ấn stop. Mất RAM. Ok. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cách dùng. Ở đây mình đã giới thiệu cách dùng của IO Fill, chính là ô này. Đây là IO Fill, và bút từng chính là cái nút nhấn Start Stop. Và mình sẽ giới thiệu thêm về Simple IO Fill. Bình thường thay vì hiển thị các đèn bảng, mình có thể cho nó hiển thị dưới dạng text. Ví dụ khi mà run sáng, mình sẽ hiển thị cho nó một cái dòng chữ là động cơ đang chậm. Còn khi run tắt thì nó sẽ hiển thị dòng chữ động cơ đang dừng. Mình sẽ sử dụng IO Fill này. Thì để hiển thị dòng chữ thì mình sẽ phải sử dụng đến text and graphic. Lead. Đây, text and graphic lead.
Double click này. Đây mình sẽ thêm một cái tích lũy. Bên này là graphic click này, bên này là tích lũy. Mình sẽ sử dụng tích lũy để hiển thị các dòng chữ. Đặt tên đây là tách động cơ, tách DC. Vì cái bit được để động cơ là trạng thái bit, nó chỉ có trạng thái 0,1, mình sẽ chọn trạng thái 0,1. Khi bit đấy bằng 0 thì sẽ hiển thị dòng chữ động cơ dừng. Khi bit đó bằng 1 sẽ hiển thị dòng chữ động cơ đang chạy. Mình nhận thêm dòng chữ text ở đây. Bây giờ mình sẽ gắn tag cho thằng simple view này. Chọn property. Chọn create này. Chọn tag, chọn hướng tag văn. Rồi, bên phần text list mình sẽ phải sử dụng đến tích lít mình vừa làm là tích DC. Ok, ở mục dưới mình sẽ chọn là một output nó sẽ đẹp hơn. Đó. Căn chỉnh mềm mình sẽ chạy thử xem. Đó. Mình không động cơ dừng, ấn start, động cơ đang chạy, ấn stop, động cơ dừng. Thay vì mình sử dụng cái cycle này, mình sẽ bằng thay nó bằng cái hình ảnh động cơ cho nó trực quan và đẹp hơn. Thì mình sẽ lấy graphic động cơ đi. Automation. Lấy gì đây? Motor. Mình sẽ làm hai màu, một màu này để hiển thị động cơ đang dừng, một màu để hiển thị động cơ đang chạy. Bây giờ khi động cơ chạy sẽ hiển thị hình ảnh màu xanh nhạt lên, ẩn những hình ảnh màu xám này đi. Khi động cơ dừng thì sẽ cho ẩn cái hình ảnh màu xanh và hiện hình ảnh màu xám.
mình sẽ thuộc tính hiệu ứng visible, tức là ẩn hiện đối tượng. Mình chọn tác năng, là chọn giá trị bằng 0, từ 0 đến 0, tức là bằng 0. Khi viết ra này bằng 0 thì ẩn visible, tức là ẩn, chọn ẩn. Còn invisible tức là hiện, thì đây là màu xám thì mình sẽ để cho nó viết ra màu không cho hiện. Còn màu xanh mình sẽ phải cho nó ẩn đi. Bây giờ mình sẽ thử. Ở đây là mình đang tác ngược. Mình sẽ tăng đảo lại visible is màu xanh hơn màu không, tức là động cơ tắt. Động cơ tắt thì phải cho nó invisible. Còn màu sáng này khi đang màu không phải cho visible. Cái này nghĩa là khi bit lăng này bằng 0 thì sẽ hiện cái đối tượng màu xám này lên. Còn nếu khi lăng bằng 1 thì nó sẽ ẩn cái màu xám này đi. Tức là khi bằng 0 thì sẽ chọn visible, khi bằng 1 sẽ chọn invisible. Sẽ ghép ra về sát luôn để cho nó đẹp luôn. Ở đây cái IO fill này là trạng thái output, mình phải khóa nó ra cho nên là không được phép nhập. Mình sẽ phải thay đổi lại tính của nó. Property và chọn Screen, bỏ dấu tích ở mục Follow Operator Control Width. Bây giờ thay vì mình sẽ sử dụng ẩn hiện hình ảnh này, mình có thể sử dụng cái graphic IO fill, simple IO fill này, tức là để thị dạng dạng tích. Còn graphic IO fill này mình sẽ có thể chọn hiển thị các hình ảnh.
sao đây? Mình double click vào tác dụng tên graphic, đi về và chọn sang graphic. Lúc đó, lúc trước là mình dùng máy tách tách lit và tách DC. Bây giờ mình sẽ sử dụng graphic lit. Mình sẽ sử dụng graphic DC. Ở đây bit năng lượng chỉ là dạng bit không một. Khi bit bằng không, khi bit bằng một, bằng không thì hiển thị hình ảnh. Mình sẽ cho hình ảnh bằng không là màu sáng, bằng một hiển thị màu xanh. Ok. Bây giờ mình sẽ tác cái tác vào graphic IO view này. Render chọn tiếp theo bên này graphic viết, mình sẽ chọn graphic vừa dùng vừa là graphic DC. Đó. Ấn Start. Đó. Thì cái graphic IO view này nó sẽ thay đổi hình ảnh theo trạng thái bit. Khi bit run bằng 1 thì nó sẽ lấy hình ảnh màu xanh lên hiển thị. Khi bit run bằng 0 nó sẽ lấy hình ảnh màu xám, màu xám để hiển thị. Date time field này là mình để hiển thị thời gian của hệ thống. Ví dụ mình sẽ để hiển thị thời gian hiện tại ở đây. System time tức là nó lấy time từ hệ thống đồng hồ của HMI. Còn nếu bỏ đi thì mình sẽ phải sử dụng đến tab của POC. Tức là biến thời gian nó được nằm ở trong POC. Còn nếu chọn System Time này thì biến thời gian nó chính là đồng hồ thời gian ở trong các HMI.